Đây là trái quất hồng bì nè mọi người. Quất hồng bì thì được khá nhiều người yêu thích bởi cái hương vị đặc trưng của nó nha. Cái thịt của trái này nè có vị chua ngọt, nước nhiều, nhưng mà chua nhiều hơn ngọt ha. Bên ngoài phần vỏ và phần cuốn có lớp lông mịn mỏng mỏng. Thì cái loại trái này nè không chỉ được dùng làm mứt mà còn rất là nổi tiếng trong việc chế biến thành các vị thuốc đông y cả nhà ha. Dân gian người ta hay gọi quả quất hồng bì này là quả hoàng bì hoặc là quất bì. Quất hồng bì thì phần lớn được trồng ở những khu vực có khí hậu nhiệt đới. Ở một số quốc gia vùng Đông Nam Á, ở Việt Nam thì cái trái này xuất hiện nhiều ở các tỉnh thành phía Bắc, đặc biệt là Quảng Ninh, Hòa Bình và Ninh Bình. Đó, nãy giờ tôi giới thiệu sơ sơ về cái loại trái này nha. Bây giờ tôi sẽ ăn thử nha mấy ông. Cái trái này nhìn bên ngoài nó sẽ nhỏ nhỏ, xinh xinh nha. Nó có một cái lớp lông tơ mịn mịn bên ngoài á, nên là tôi rửa xong rồi tôi mới ăn cái trái này nha. Cái phần vỏ của nó mỏng dính nè nha. Bên trong có phần cơm cũng mỏng nè. Mọi người nhìn cái trái này, cái bên trong giống như là cái trái dâu xanh miền Tây á, mình hay ăn á mọi người. Giống trái dâu xanh miền Tây, lại giống trái bòn bon nha. Cái hộp của nó thì nó bự bự to to, mà đặc biệt là cái hộp này nó sẽ có hai màu nha, nó màu xanh xanh và màu nâu nâu. Nó chua quá xá luôn mấy ông ơi. Cái hậu của nó thì nó thơm thơm, giống như mùi trái bòn bon vậy đó. Cái mùi nó là lạ ngộ ngộ lắm mọi người. Mà tôi ăn một hồi tôi thấy cái vị nó có vị nho chua nữa. Ngộ ghê nha. Nói chung mấy cái này á, vị ngọt thì ít mà cái vị chua lè thì nhiều nha mấy huynh. Cái này á, tôi nghe nói là có thể làm mứt rim đường nè, hoặc là sóc muối ớt ăn cũng ngon đó nha, tại vì nó có vị chua á. Thì lần đầu tiên mình ăn cái trái này mình thấy nó cũng có vị lạ lạ nha. Cái vị nó khó tả lắm cả nhà. Nó chua chua mà nó lạ lạ. Mình ăn phải 3-4 lần á mình mới phát hiện ra cái trái này có thêm vị nho chua nữa nha. Cái bạn trái nho mà nó chua ơi là chua á, cái vị nó thơm thơm á nha, cái vị giống như vị nho chua đó. Nên là cũng tùy theo khẩu vị của từng người nha. Nên là mình nghĩ các bạn mà có dịp trải nghiệm hoặc là thấy trái hồng bì này thì các bạn nhớ mua để mà mình thưởng thức thử cái hương vị của nó nha. Nó ngon ra sao hoặc là nó dở ra sao thì nó vẫn là cái vị đặc trưng của trái hồng bì cả nhà ha. Do trái này á, chủ yếu thì mọc ở miền Bắc là nhiều quá, nên như mình ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì mua cũng hơi khó nha. Thì thường cái loại trái này được bán trên đường quốc lộ nha, những cái đường lớn á, thì mình mua với giá là 60.000 đồng một ký, 60 cành một ký cả nhà ha. Nên là khi mình thấy mình mua về mình review cho các bạn liền luôn, để các bạn có dịp thấy, nhiều khi mình thấy là lạ mà nó giống ăn á, thì mình cũng review cho các bạn trước rồi ha, để các bạn xem và các bạn mua để mà mình ăn thử. Đó, và vừa rồi mình đã review với cả nhà trái quất hồng bì. Cái trái này thì chủ yếu ở miền Bắc ha. Thì các bạn ơi, các bạn xem xong clip, các bạn đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh của mình các bạn nha. Và sắp tới mình sẽ tìm những cái lạ hoặc là những cái món ăn lạ để chia sẻ với cả nhà nha, trên kênh Lê Cooking nha cả nhà. Và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye. Kiểu là mình múc múc cái nước chua ha, cái hộp thì nó bự mà cái thịt thì nó ít.
chừng.